Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn đã đến với video của Huấn Audio. Trong video ngày hôm nay, bên mình giới thiệu anh em mình cái chất âm của dòng phân tần Mỹ GD25. Phân tần này sẽ đánh cho hai loa bass và một loa tép. Trong trường hợp ngày nay thì đang ghép với loa bass 40 của JBL từ 220 côn 100 và ghép với loa tép thử thường từ 17 và côn 75 của BM hàng xịn nhá. Đây là hàng xịn, hàng chính hãng của nhà máy. Đã đấu vào rồi này anh em này, đã đấu vào rồi nhá, đấu sẵn hết các đường rồi, đường bát, đường tép vào rồi. Đường bát ở đây này, đường bát hai cái liền nhau nhá, và đường tép ở giữa, ở đây, chỗ này này, phải giữa đây này, đấy, tép đây này. Đấu cho cẩn thận không bị nhầm. Mời anh em nhá, tua lại đoạn đầu có trống lắm nhá. Đấy, nó có trống. Quán trọ trăng sáng cho ta nhiều mơ mộng, cuộc sống tranh giành. Đó, quý vị và các bạn thì mới nghe, đây là một con phân tần mà rất nhiều anh em đã tin tưởng bên mình mua. Nhiều anh em đã mua rất nhiều cặp, mua đi mua lại để về chơi sự kiện, đánh ghép cho là phun đôi, A dây đôi, hỏa tiễn đôi, phi thuyền đôi anh em nhé. Với giá thành bán cho một đôi phân tần này là 1.400.000 đồng. Bên mình sẽ bao ship toàn quốc và phân tần bên mình có bán một chiếc là 700.000 đồng anh em nhé, cũng một bao ship bình thường. Anh em nào quan tâm điện thoại trực tiếp cho bên mình để được tư vấn và mua bán, và chào anh em.